Vâng, bội thực người đẹp. Và cứ sau mỗi một cuộc thi hoa hậu được tổ chức xong thì chúng ta lại nhìn thấy những thị phi, những lùm xùm xung quanh những cuộc thi hoa hậu đó. Làm thế nào để những cuộc thi hoa hậu được trả lại đúng giá trị và bản chất ban đầu của nó? Ngày hôm nay thì từ khóa hoa hậu sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chuyên mục Chỉnh Lại Một Chút, cùng với sự xuất hiện của vị khách mời trong ly cà phê sáng nay, nhà báo Vũ Quỳnh Hương. Xin chào chị, cảm ơn chị đã tới với ly cà phê của chúng tôi sáng thứ bảy này. Sau khi theo dõi đoạn video vừa rồi thì cảm nhận của chị về cái tình hình tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam nó như thế nào, và tại sao bây giờ cứ nhiều cuộc thi hoa hậu tổ chức và nó tạo ra nhiều những cái sự khó chịu cho khán giả đến như vậy theo chị? Thật ra thì trước đây các cuộc thi hoa hậu của chúng ta có số lượng rất là ít. Một năm chỉ có vài cuộc thi hoa hậu thôi, và chúng ta có các thí sinh lẫn cái cách tổ chức của ban tổ chức tương đối là đầu tư và uy tín. Vâng. Đấy chính là lý do mà tại sao rất nhiều khán giả tập trung cái sự quan tâm cũng như là thu hút được cái sự quan tâm của cả các nhà tài trợ. Một vấn đề nữa là khi đấy thì các kênh thông tin và truyền thông, truyền hình hãy còn đang yếu về góc độ số lượng. Bây giờ cùng với sự phát triển, sự bùng nổ của Internet, của các kênh truyền thông, của các kênh thông tin, thì cái việc rằng là một ngày chúng ta chỉ có một cái quỹ thời gian hữu hạn để dành cho những cái sự quan tâm của mình thôi, và việc bùng nổ các cuộc thi hoa hậu về mặt số lượng, giảm đi về mặt chất lượng, tăng cường lên về mặt thông tin, nó khiến cho người ta không còn thấy thu hút được cái sự chú ý vào các cuộc thi hoa hậu nữa. Việt Nam chúng ta bây giờ có thể nói là đang khủng hoảng thừa các cuộc thi hoa hậu. Và tôi thì nói vui là một cái từ là chúng ta đang có một cái phong trào đại trung hóa hoa hậu. Vâng, theo chị thì vì sao mà các cuộc thi hoa hậu bây giờ được tổ chức nhiều đến như thế? Và như chúng ta là những người làm truyền thông mà đôi khi còn không thể nhớ nổi là bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, bao nhiêu cô hoa hậu, á hậu nữa. Thì theo chị vì sao được tổ chức nhiều đến như vậy ở thời điểm hiện tại? Có nhiều nguyên nhân, và nguyên nhân đầu tiên sẽ đến từ cái cơ quan quản lý nhà nước. Vâng. Trước nghị định 144 thì một năm chúng ta chỉ có 2 cuộc thi hoa hậu thôi. Và toàn bộ tất cả những cô gái có thể coi là tinh hoa nhất, đẹp nhất, họ phải có một cái quãng thời gian rất là dài để họ đầu tư kể cả về thể lực, trí lực và những cái kiến thức để có thể tập trung vào thi một cuộc thi hoa hậu với những cái quy chuẩn đã được định trước. Nhưng mà sau khi mà quy định của nhà nước thay đổi, thay vì việc rằng là phải xin cái giấy phép tổ chức ở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì hiện nay là chỉ có Sở Văn hóa cũng có thể cung cấp cái giấy phép đấy rồi. Điều đấy nó dẫn đến là các cuộc thi hoa hậu đang trở nên không phải là một cái cuộc thi tuyển những tinh túy nữa, mà nó trở thành các game show cấp địa phương. Bất cứ một thành phần, một địa phương, một cơ quan, một tổ chức, thậm chí là một công ty tổ chức sự kiện đều có thể đứng ra tổ chức hoa hậu. Và việc đấy thì tôi nghĩ rằng là không chỉ là một vài chục đâu, thậm chí chúng ta phải có đến hàng trăm cuộc thi hoa hậu mỗi năm. Và nó cũng không khác gì là các game show ca nhạc, biểu diễn thời trang thông thường. Bây giờ nó giống như là một chương trình truyền thực tế, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạm gọi là như vậy. Vậy thì đã có rất nhiều những câu chuyện về thị phi lùm xùm rồi, và cái sự khó chịu của khán giả dành cho các cuộc thi hoa hậu. Vậy thì theo quan điểm cá nhân của chị đi, làm thế nào để có thể chỉnh lại một chút, giống như tiêu đề của buổi talk show ngày hôm nay, với những cuộc thi hoa hậu chúng ta cần phải làm gì? Tin vui là cũng lâu lắm rồi tôi không còn thấy cái thị phi nào về các cuộc thi hoa hậu thực sự là bùng nổ trên các mạng xã hội nữa. Điều đấy nó không có nghĩa là hoa hậu không có thị phi. Nó chỉ nói lên rằng là sự quan tâm của khán giả và cộng đồng dành cho những cái thị phi đấy nó không còn nữa. Điều đấy nó phản ánh luôn cái nhận thức của cộng đồng cũng như là cái sự quan tâm của các nhà tài trợ. Việc điều chỉnh lại, trả lại chất lượng cho các cuộc thi hoa hậu ấy không phải là giảm thiểu cái về mặt số lượng đi nữa, mà chúng ta đều hiểu một cái vấn đề là này: cúp vàng chỉ dành cho các nhà vô địch, và tinh hoa thì nó sẽ dành cho những cái khu vực mà nó tập trung. Các cuộc thi hoa hậu trước đây và kể cả các cuộc thi hoa hậu lớn bây giờ, từ ban tổ chức đến thí sinh, nó sẽ phải phản ứng đầy đủ tất cả ba cái yếu tố: tâm, tầm, tài. Ban tổ chức phải có chất lượng. Chất lượng ở đây là gì? Chất lượng ở đây là nội dung tổ chức, các hình thức để yêu cầu về cái trí lực, thể lực và kỹ năng của những cái cô gái là thí sinh tham gia hoa hậu. Đồng thời họ cũng sẽ phải có một cái sự hấp dẫn, một cái sự ảnh hưởng và cái uy tín nhất định để có thể thu hút được tài trợ. Một cái giải thưởng mà nó có một cái ý nghĩa kể cả về mặt tinh thần và kể cả về mặt vật chất thì nó sẽ thu hút được tất cả các thí sinh tinh túy. Còn lại thì các sản phẩm cộng đồng, các sản phẩm công chúng, các sản phẩm đại chúng, nó sẽ chỉ thu hút được một cái lượng khán giả là người nhà của các thí sinh tại các cuộc thi hoa hậu thôi. Trong cái cuộc thi đấy, đúng không ạ? Và chúng ta đang có một cái thị trường hoa hậu bùng nổ nhưng đầy khắc nghiệt, bởi vì nó cũng phản ánh đầy đủ giống như là một cái thị trường kinh doanh. Có cung thì ắt có cầu, và khi mà có cầu thì cái quy luật thanh trừng và thanh lọc nó sẽ bắt đầu.
tất cả những cuộc thi chất lượng sẽ giữ được những thí sinh chất lượng và sẽ giành được cái sự uy tín của mình. Vâng, cảm ơn nhà báo Vũ Quỳnh Hương rất nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay cùng với Ly Cà Phê Sáng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng là các cuộc thi Hoa hậu thì vẫn sẽ luôn giữ được bản chất của mình. Và như chị Hương có chia sẻ, đó là hãy đưa ra những cuộc thi thực sự chất lượng nhất, cả về cách tổ chức cũng như là chất lượng của thí sinh nữa, để giúp cho những cô Hoa hậu thực sự mang lại thiện cảm dành cho những khán giả.